đến tất cả các anh chị trong chương trình này. Như tất cả các anh chị cũng đã biết, trong tháng 4 vừa qua, sản phẩm ILB Bước Đến Tương Lai vừa ra mắt như là một sự bùng nổ và cũng đã nhận được rất nhiều những thắc mắc đến từ khách hàng cũng như tất cả các chuyên viên hoạt động tài chính, đúng không nào? Vậy thì ngày hôm nay Henry cùng với tất cả các anh chị chúng ta hãy cùng giải đáp ngay câu đầu tiên nhé. Và ngay bây giờ hãy cho Henry câu hỏi đầu tiên đi nào. Câu hỏi đầu tiên thuộc về bạn Nhật Ý Lê. Anh Henry ơi, xin anh hãy cho biết bảo hiểm liên kết đơn vị là gì vậy anh? Bảo hiểm liên kết đơn vị là gì? Một câu hỏi rất thú vị. Bảo hiểm liên kết đơn vị phiên bản 2021 là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư, có cái đặc điểm như sau. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch thành hai phần, đó là bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư, và khách hàng sẽ được quyền lựa chọn để mua các đơn vị quỹ trong quỹ liên kết đầu tư do công ty bảo hiểm thành lập, và khách hàng sẽ được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư cũng như sẽ chịu mọi rủi ro với việc mua các đơn vị quỹ đó của mình. Và việc thực hiện việc mua bán trao đổi này sẽ được thực hiện giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng. Đó là một câu trả lời rất là tuyệt vời, đúng không nào? Vậy thì hãy cho Henry câu hỏi thứ hai đi nào. Anh Henry ơi, xin hãy nêu rõ những ưu điểm nổi bật của sản phẩm bảo hiểm Bước Đến Tương Lai của IA. Tại sao mà tôi lại phải tham gia cái sản phẩm này vậy anh Henry ơi? Khi mà nghe câu hỏi này thì Henry cảm thấy rất là phấn khởi, bởi vì cũng đã có rất nhiều những người bạn của Henry cũng hỏi Henry là vậy thì tại sao tôi lại phải tham gia cái sản phẩm IOB Bước Đến Tương Lai của IA? Bảo hiểm Bước Đến Tương Lai của IA là một trong những giải pháp ưu việt kết hợp giữa bảo hiểm và đầu tư. Lúc này khách hàng có thể lập được những kế hoạch trong tương lai của mình, bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là sản phẩm liên kết đầu tư duy nhất trên thị trường có bảo vệ bệnh ung thư trong sản phẩm chính. Nghe đến đây thôi thì tất cả mọi người cũng biết là bệnh ung thư là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người Việt Nam chúng ta. Và IA sẽ chuyển mình từ người chi trả thành người đồng hành cùng với tất cả các anh chị. Thứ hai là sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị duy nhất trên thị trường áp dụng hệ số linh hoạt về số tiền bảo hiểm. Tức là trong mỗi giai đoạn cuộc đời của chúng ta, các bạn có thể tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm, nhưng phí cơ bản sẽ không thay đổi. Và lần ra mắt trong năm 2021 này, IA còn có thêm quỹ tăng trưởng. Quỹ tăng trưởng ở đây sẽ giúp cho tất cả các anh chị chúng ta có thể gia tăng được tài sản của mình, bởi vì tỷ lệ cổ phiếu của nó sẽ là 80-100% đó. Và chắc chắn khi mà mình đầu tư như thế này thì mình sẽ hưởng được toàn bộ cái giá trị đầu tư của mình, cũng như là mình sẽ chấp nhận những cái rủi ro đó, bởi vì IA sẽ có 3 quỹ: thận trọng, cân bằng, tăng trưởng với những cái mức độ rủi ro khác nhau. Và các quỹ liên kết đơn vị này được quản lý bởi các công ty quỹ hàng đầu tại Việt Nam, đó là SSI, đó là VCBF, và được giám sát bởi ngân hàng Citibank. Và với những cái mà Henry vừa mới chia sẻ thì đó là lý do vì sao mà chúng ta nên tham gia sản phẩm IOE Bước Đến Tương Lai của AIA. Wow, và nãy giờ mình đã trải qua hai câu hỏi rồi thì rất là thích thú, bởi vì có rất nhiều những câu hỏi rất là hay. Và hiện tại để Henry xem thử. Wow, có rất nhiều người đang xem livestream và cũng như là có rất nhiều người bấm tim rồi, đúng không ạ? Vậy thì hãy cho Henry câu hỏi tiếp theo đi nào. Anh Henry lúc nãy có chia sẻ là sẽ có hai công ty quản lý quỹ là VCBF và SSI. Có một khách hàng mới hỏi là tại sao mình lại chọn công ty quản lý quỹ VCBF để quản lý quỹ thận trọng mà không phải là một công ty quản lý quỹ khác vậy anh? Tại sao ạ? Tại sao ta? Để Henry sẽ nói cho tất cả các anh chị mình nghe nha. Với lợi thế là công ty con của Vietcombank, VCBF có cơ hội tiếp cận với những cơ hội đầu tư lớn từ một khách hàng tiềm năng của công ty Vietcombank cũng như là các công ty con của Vietcombank. Và như tất cả các anh chị mình cũng đã biết thì Vietcombank luôn được công nhận là ngân hàng quản lý tốt nhất và minh bạch nhất của Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn nhất. Điều này cho phép VCBF có cơ hội tiếp cận được nhiều cơ hội đầu tư về trái phiếu chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và doanh nghiệp được ngân hàng bảo lãnh, v.v. Với kinh nghiệm đầu tư trên 65 năm của FTI đã cho ra đời một đội ngũ phân tích với nhiều kinh nghiệm và có kiến thức đang làm việc tại VCBF. Vì vậy mà IA đã chọn VCBF để quản lý quỹ thận trọng với tỷ trọng phân bổ trái phiếu cao, tối thiểu là 70% danh mục đầu tư. Rồi, bây giờ thì cho Henry câu hỏi tiếp theo đi nào. Anh Henry, có khách hàng hỏi là tại sao một sản phẩm ưu việt như vậy nhưng mà bản minh họa quyền lợi là chỉ có minh họa 20 năm thôi vậy không? Bản minh họa chỉ có 20 năm thôi hả? Thì với câu hỏi này thì Henry xin được phép trả lời như sau. Đây là quy định của Bộ Tài chính đối với sản phẩm liên kết đơn vị theo thông tư số 135 năm 2012 của thông tư của Bộ Tài chính.
Tại điều số 26.3 có nói như thế này: doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không được phép minh họa quyền lợi đầu tư dài hơn 20 năm. Vậy là bây giờ thời lượng phát sóng của chúng ta đã kết thúc rồi. Harry xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn của mình trong tập 2 của AITV với chuyên đề IOE 3 bước đến tương lai. Bye bye, good morning.